kính chào quý khán giả theo dõi tin tức Mekong, bản tin tâm huyết vì bà con miền Tây. Hôm nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2020, chương trình có nội dung đáng chú ý. Công an ráo riết truy tìm nam thanh niên cướp vé số của người tàn tật. Hà Nội lại ngập sâu sau mưa lớn, người dân lại bị bõm giữa phố phường. Bòn bon bén rễ ở miền Tây với nhiều ưu điểm, hồng mũ và hạt lép. Test nhanh dương tính với ma túy. Tài xế xe container biện minh, bạn cho uống nước lạ. Lời chia sẻ từ những người chiến sĩ áo trắng khi rời tâm dịch, như sắt muối trong lòng khi có mỗi bệnh nhân tử vong. Thưa quý khán giả, Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phẫu thuật cho bé trai 13 tuổi ở Tây Ninh bị u xơ dầm mũi họng khổng lồ với kích thước khủng. Theo các bác sĩ, thì tài liệu y khoa trong nước chưa từng ghi nhận khối u nào có kích thước to và có sức tàn phá nghiêm trọng như trường hợp này. Vì vậy, ca mổ diễn ra mà không ai dám nói trước điều gì. Nhưng rất may, cái kết đã có hậu. Bệnh nhi nhập viện do khối u vùng mặt trái ngày càng lớn dần, làm biến dạng xương hàm mặt, gây chảy máu mũi, nghẹt mũi, khó thở, ăn uống kém, suy dinh dưỡng. Khối u quá lớn làm biến dạng khung xương hàm gò má. Nếu để lâu, khối u sẽ xâm lấn lên não, phá sàn sọ trên, gây rách màng não tủy, có thể tử vong. Qua nhiều cuộc hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ phẫu thuật thành công cho bệnh nhi. Ekip lấy toàn bộ khối u 10 x 10cm, nặng 205 gram. Đây là khối u xơ dòm mũi họng khổng lồ, lần đầu được ghi nhận tại nước ta. Hiện bệnh nhi hồi phục tốt, ăn uống bình thường, thở mũi thông, dùng hàm mặt cân đối hơn, không còn biến dạng. Mừng cho bệnh nhi đã thoát khỏi căn bệnh quái ác, nhưng ca bệnh này cũng cảnh báo các bậc cha mẹ cần chú ý hơn. Các bác sĩ khuyên trẻ em nam bị chảy máu mũi, tái đi tái lại nhiều lần, nghẹt mũi, có khối u ở mũi, nên đi tới cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Cũng nhờ nỗ lực của các bác sĩ, mới đây, một ngư dân ở Vũng Tàu đã thoát chết trong gang tấc. Sự cố xảy ra vào chiều qua khi anh lặn xuống biển để gỡ rối lưới cá thì bị ngặt nước. Tai nạn giữa biển đêm làm ai cũng bối rối và hoảng loạn, nên chỉ còn cách phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Trước đó, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được đề nghị cứu nạn khẩn từ ông Nguyễn Văn Thọ, chủ tàu cá BV94589TS. Ông này cho biết khuya ngày 20 tháng 8, trong quá trình tàu của ông thả lưới ở vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 167 hải lý về hướng Nam Đông Nam, thì lưới bị rối. Thấy vậy, anh Nguyễn Ngọc Hào đã lặn xuống gỡ, bị dây quấn vào chân, cuốn xuống nước làm cho thuyền viên bị ngạt nước, thở khó, tay chân không cử động được, nguy kịch đến tính mạng. Ngay lập tức, tàu cứu nạn đã đưa ngư dân về bờ để cấp cứu chữa trị. Ai cũng đều biết biển sâu ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn không thể từ bỏ vì chén cơm manh áo, miễn là có công việc tử tế. Ấy vậy mà, có một số người sức dài vai trọng lại đi làm chuyện bất nhân, cướp chút tài sản của người nghèo. Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang ráo riết truy tìm nam thanh niên cướp vé số của người khác. Cướp giật vốn đã là hành vi phạm pháp và càng đáng lên án hơn nữa khi nạn nhân là một người không lành lặn. Theo camera nên ghi lại khoảng trưa qua, khi một người tàn tật đang bán vé số ở vỉa hè trên đường Đất Thánh, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, thì nam thanh niên đi xe máy dừng lại giả vờ mua, rồi bất ngờ giật xấp vé số khoảng 160 tờ rồi bỏ chạy. Sau đó, người bán vé số tàn tật chống nạn đuổi theo nam thanh niên và tri hô trong vô vọng. Người dân buôn bán ở hai bên đường chạy đến hỗ trợ người bán vé số, nhưng nam thanh niên đã nhanh chóng tẩu thoát. Nạn nhân bị cướp vé số là ông Trịnh Văn Hiệp, 50 tuổi, ngụ ở Bình Dương, bị teo cơ bẩm sinh, phải đi bằng nạng. Ông Hiệp có hai người con đã lập gia đình. Hiện ông ở cùng vợ tại một nhà trọ trên địa bàn phường Hưng Định. Gần đây vợ bị bệnh tim nên không đi làm được. Số tiền ông Hiệp kiếm được từ bán vé số để chi tiêu cho cả nhà và chữa bệnh cho vợ. Biết sự việc,
nhiều người dân đã gom góp tiền giúp ông Hiệp có vốn để lấy vé số tiếp tục mưu sinh. Đôi chân không lành lặn vẫn chống chiếc nạng gỗ ở cái tuổi xế chiều. Bất chấp ngày nắng gắt hay mưa gió, chắc chiêu bán từng tờ vé số. Dù khiếm khuyết hình thể, nhưng những người như ông Hiệp vẫn tự mình làm ra đồng tiền lương thiện. Dân, thương cho hoàn cảnh của ông bao nhiêu thì càng trách người thanh niên tham lam bấy nhiêu. Có nhân chứng kể rằng đối tượng này đi xe tay ga khá bóng bẩy. Quả là trong nhiều trường hợp chúng ta khó mà trông mặt bắt hình dong. Và thưa quý vị, không chỉ là tài sản quý giá mà tới vé số, cây kiển hay thậm chí là chó cũng là miếng mồi được bọn trộm nhắm tới. Mới đây, tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, hai thanh niên vừa chích điện trộm chó thì bị người dân phát hiện truy đuổi nên đã nhảy xuống kênh bỏ trốn. Nhưng chạy trời cũng không khỏi nắng. Công an xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vừa lập hồ sơ lấy lời khai của Nguyễn Công Nhật và Trần Anh Khoa cùng 21 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, sáng hôm qua, người dân phát hiện hai thanh niên đi xe máy đến khu vực ấp 7 thuộc xã Bình Mỹ chích điện bắt một con chó, liền hô quán truy đuổi. Trên đường tháo chạy, hai người đã va xe máy trúng xe người đi đường và té ngã. Họ bỏ xe chạy bộ, sau đó nhảy xuống kênh nhưng đã bị người dân vây bắt. Trong ba lô của hai thanh niên có bộ đồ nghề dùng để trộm chó gồm bình ắc quy, bộ kích điện, hai cây chĩa, bình xịt hơi cay và 8 con chó. Nhìn vào những gì mà hai tên trộm trang bị sẵn thì có thể thấy các đối tượng này rất manh động. Các nhóm cẩu tặc xa lưới công an thật khiến bà con mình thở phào nhẹ nhõm. Thưa quý khán giả, mấy ngày trước, Hà Nội lại ngập sau đợt mưa kỷ lục. Người dân còn chưa kịp bắt nhịp lại thì sáng nay đường phố tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn khác. Chỉ sau vài giờ trời mưa như trút, người dân đã phải vật lộn trong dòng nước. Đi giữa thị thành mà cứ ngỡ như đang bị bõm trồng ruộng thôn quê. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, khu vực nội thành Hà Nội có mưa vừa đến mưa to. Trên các quận Đống Đa, Ba Đình, Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm đang có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm, có nơi 50mm và vẫn còn tiếp tục mưa to. Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến đường nội thành từ 0,2 cho đến 0,4m. Các công ty cấp thoát nước thành phố đã triển khai các phương án thoát nước tại nhiều điểm ngập úng, bố trí nhân lực, lắp đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân và phương tiện tham gia giao thông an toàn, đồng thời dứt rác tại các miệng hố ga, cống tiêu thoát nước để khơi thông dòng chảy. Bài toán mưa là ngập của Hà Nội không thể đổ mãi cho ông trời. Trong đó còn phải tính đến những vấn đề của hệ thống thoát nước hàng chục ngàn tỷ mà thành phố còn đang lay quay triển khai. Còn tại miền Tây, người dân đang ngóng con nước dài lắm. Bởi nước dày là mang theo phù sa, cá tôm giúp cho bà con mưu sinh mùa nước nổi. Thời điểm này, thay vì chờ lũ, người dân dùng đầu nguồn cũng kiếm bộn tiền nhờ sản vật đồng quê. Thời điểm này, tại các con kênh gạch trên địa bàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, mực nước đã lên nhiều so với trước. Nước lên cũng mang theo nhiều sản vật sông nước, nhất là loài hến. Để kiếm thu nhập từ nghề cào hến, người dân phải có dụng cụ bình oxy hỗ trợ và có kỹ năng lặn sâu ở dưới nước. Mỗi đợt lặn xuống nước cào mất khoảng nửa tiếng cho tới một tiếng, có khi lâu hơn, tới khi nào đầy túi mới nổi lên. Hiện mỗi ngày người cào hến chỉ hoạt động khoảng 5 tiếng, có thể bắt được từ 150 cho đến 200 kg hến. Hiện hến luôn có vỏ sẽ có giá 6.500 đồng một ký, còn hến thịt thì có giá 45.000 đồng một ký. Trừ hết chi phí, người dân bỏ túi hơn 1 triệu đồng mỗi ngày trong những ngày chờ con nước lũ lên. Vài năm trở lại đây, chuyện con nước lũ dày luôn nặng trĩu lòng người dân miền Tây. Vắng lũ, đồng bằng lo với nhiều nỗi lo của thách thức biến đổi khí hậu, của sinh kế người dân chật vật hơn. Nên năm nay, người dân trông chờ lắm con nước nhanh về. Và mấy ngày qua, những cánh đồng ở khu vực đầu nguồn, con nước đã mấp mé bờ. Con người lo lắng nhưng mà trên hết ai cũng thấy phấn khởi. Ghi nhận của phóng viên tin tức Mekong vào sáng nay ở vùng đầu nguồn của huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Chị Đặng Thị Mỹ Tiền, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự trồng khoảng 2 công đậu đũa tại khu đất gò cao thuộc khu vực bãi bồi của xã. Hiện đậu đang vào mùa thu hoạch. Nhưng khoảng 2 ngày nay, nước lũ đã tràn vào ruộng, nguy cơ ảnh hưởng đến diện tích hoa màu đang canh tác. Ngày nào mình cũng bẻ riết vô vậy đó, rồi như là lỡ không có tràn vô thì mình bỏ, tràn vô là đậu đũa bị ngập lại chết liền. Mấy hổng gà là còn ngoài kia, mà ngày qua nay là tới đó luôn rồi đó. Trái ngược tâm trạng lo lắng như chị Tiền,
rút kinh nghiệm thiệt hại từ các vụ bắp năm trước. Năm nay, anh Dương Quốc Việt tranh thủ xuống giống vụ bắp sớm để kịp thu hoạch trước con nước lũ về. Hiện anh Việt thở phào khi gia đình vừa thu hoạch xong, cũng là lúc con nước bắt đầu tràn bờ. Mấy năm trước mặn thì nó cũng hên xui, cứ như 2-3 năm rồi nó bị hoài đó. Cái mình cũng tranh thủ mình mặn sớm, cái nào đắt hơi chảy chảy thì mình bỏ luôn. Nhiều hộ nông dân khác cũng rạo rực, chuẩn bị làm rào chắn nuôi cá khi con nước đang dần dâng cao. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, mực nước tại trạm Tân Châu trên sông Tiền thuộc khu vực đầu nguồn huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang thực đo vào ngày 20 tháng 8 là 1m73 và đang tăng từng ngày. Dự báo đỉnh lũ xuất hiện vào cuối tháng 9. Đối với vựa lúa đồng bằng thì hình ảnh con nước đỏ quạch phù sa tràn về ruộng đồng sau mấy năm vắng lũ là niềm mong mỏi lớn lao. Ai cũng cảm nhận rõ những thách thức biến đổi khí hậu của miền Tây mấy năm trở lại đây. Cho nên vừa trong con nước, nhiều nông dân cũng tự tìm cho mình hướng đi mới, bước đầu đã bén rễ đâm qua trên vùng đất này. Và sau thành công của việc đưa sầu riêng Monthon Musaking về phát triển tại Việt Nam với giá trị kinh tế cao, thì mới đây, nhà vườn Nguyễn Công Thành, ngụ tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, vừa tung ra thị trường giống bòn bon có xuất xứ từ Thái Lan. Điều đặc biệt là giống bòn bon này không có mủ và hạt cũng lép. Trong một lần tình cờ sang Thái Lan để tìm hiểu về những giống cây trồng mới, ông Nguyễn Công Thành tình cờ biết được về loại bòn bon không mủ, hạt lép, cho năng suất cao. Ông nhập về 2.000 gốc để trồng thử. Lúc đầu, ông trồng bòn bon và sầu riêng xen rất nhiều trong vườn, đồng thời đăng ký cây đầu dòng cho loại trái này. Vì sao? Do yêu cầu sản xuất cây giống nhiều hơn, ông giảm số lượng. Hiện nay chỉ còn khoảng 20 gốc bòn bon được ông trồng xen với các cây ăn trái khác. Mình trồng dưới tán cây của cây sầu riêng hoặc là cây giống cây chuối hoặc là nói chung là tất cả các cây đều trồng được hết, mình trồng dưới tán được hết. Nếu có râm râm thì mình trồng rất là hợp lý. Theo ông Thành, cây bòn bon Thái ưa nhiều thành phần đất khác nhau, từ vùng núi cho tới đồng bằng đều có thể trồng được, đồng thời có thể thích nghi khu vực đất nhiễm mặn hoặc phèn. Bòn bon Thái có thể trồng từ cây ươm, từ hạt, hoặc là cây được chiết, ghép, dăm. Loại trái này có kích thước nhỏ, không mủ và hạt lép, thậm chí không hạt. Cái giống bòn bon này là cái tiềm năng rất là tốt. Mình có thể là mình phát triển. Cái thứ nhất là nó bị nước xâm nhập mặn, nó cũng chịu được 5-6 phần ngàn. Còn cái vấn đề mà mấy con ruồi mà vàng rồi nó cũng chích thúc thì nó cũng đỡ, vấn đề là thuốc men mình phun mấy người già trồng vẫn được. Trung bình mỗi cây có thể cho năng suất từ 70 đến 100 kg. 200 gốc bòn bon của ông Thành có thể thu hoạch gần 2 tấn trái. Giá bán khoảng 80.000 đồng một ký, cao hơn so với bòn bon nội địa. Ngoài bán trái thương phẩm, hiện ông Thành còn bán thêm cây giống với giá 200.000 đồng một cây. Với ưu điểm là dễ trồng, không cán đất, thích nghi tốt với hạn mặn và chống chịu được nhiều loại sâu bệnh, bòn bon Thái Lan sẽ là loại nông sản mới giúp bà con có thêm lựa chọn trong sản xuất nông nghiệp trong thời điểm biến đổi khí hậu như hiện nay. Thưa quý khán giả, ngoài uống rượu bia, say xỉn, thời gian qua, có không ít tài xế sử dụng ma túy khi đang lái xe đã dẫn đến những tai nạn thảm khốc. Khi bị kiểm tra thì đa số đều tìm cách chối cãi, biện minh lấp liếm. Nhưng diện lý do như trường hợp của tài xế sau đây không thoát tội thì nghe qua chắc khó có ai đồng cảm được. Khoảng 15 giờ chiều qua, tổ công tác dừng xe container do tài xế Quách Cao N, sinh năm 1978, trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh điều khiển. Tại chốt kiểm tra, cán bộ tổ công tác xét nghiệm ma túy cho tài xế thông qua nước tiểu. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy tài xế N dương tính với ma túy đá. Lo sợ sau khi có kết quả kiểm tra, tài xế N biện minh hôm qua cùng với một đồng nghiệp đi sinh nhật. Tại đây N được bạn cho uống coca nhưng không biết có bị pha gì vào trong hay không, mà sau khi uống cảm thấy buồn nôn khó chịu ở trong người. Anh cho biết ngay sau khi uống cốc coca đã bắt taxi về nhà nghỉ ngơi, cho đến hôm lấy xe đi chở hàng thì bị cảnh sát giao thông kiểm tra phát hiện dương tính với ma túy.
Thực tế thì đây không phải lần đầu các tài xế khi dương tính với ma túy đưa ra đủ lời biện hộ. Tại trời bị, tại buồn ngủ, tại dùng thuốc ho hay tại uống thứ nước lạ của bạn đưa như trường hợp vừa rồi. Nhưng dù bất cứ lý do gì đi nữa thì đã cầm trên tay vô lăng, phía trước phía sau đều là mạng sống, là bình yên của biết bao gia đình thì phải tỉnh táo. Huống hồ gì sử dụng ma túy là phạm pháp. Cũng là coi thường tính mạng của người khác khi tham gia giao thông, hành vi tụ tập đại náo quốc lộ 13 của nhóm thanh thiếu niên sau đây thật khiến nhiều người lo lắng. Tân tớp 3-5 thanh thiếu niên nẹt vô hoàng mỹ, bốc đầu xe máy rồi đua như thế này đã gây náo loạn quốc lộ 13 đoạn qua thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước vào khoảng 0 giờ rạng sáng nay. Có đến hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập đua xe và đại náo như thế đã khiến người dân nơi đây và người đi đường vô cùng bức xúc. Những thanh thiếu niên này khoảng từ 16 đến 25 tuổi, đua xe đều không đội nón bảo hiểm. Những chiếc xe sử dụng để đua được thay đổi cấu hình của xe, đôn bình xăng con, móc bô. Khi phát hiện có phóng viên quay phim thì một nam thanh niên chạy lại nói: "Anh ơi đừng quay, để cho tụi em chơi một chút." Sau đó, các thanh thiếu niên lại tiếp tục vào đường đua. Lãnh đạo công an tỉnh Bình Phước cho biết sẽ chỉ đạo công an thị xã Bình Long xác minh những thanh thiếu niên đua xe và biển số xe để xử lý theo quy định. Với hình ảnh, thông tin khá đầy đủ như vừa nãy quý vị thấy, việc tìm ra các thanh thiếu niên này không quá khó. Người buồn nhất lúc này có lẽ là cha mẹ của các em. Đua xe là vi phạm pháp luật, là đánh đu với tử thần, là đe dọa tính mạng người khác, chớ nào phải trò chơi. Thưa quý khán giả, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp đối với đối tượng Phạm Hồng Giang, hộ khẩu thành phố Hải Phòng, ngụ khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, và 10 đối tượng khác để điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Đường dây này hoạt động tinh vi tới nỗi, mọi hoạt động điều hành chi phối đều thông qua Zalo để đảm bảo tính bảo mật. Theo cơ quan công an, rạng sáng hôm qua, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp với Công an phường Tân Phú bắt quả tang tại hai phòng của nhà nghỉ Ban Mai, đường Lê Duẩn, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài có hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận được một đối tượng tên Phạm Hồng Giang môi giới để mua bán dâm với giá 5 triệu đồng một người một đêm. Hàng ngày, nếu khách có nhu cầu mua dâm, Giang sẽ điều hành đường dây các cô gái này đi bán dâm. Đường dây này được điều hành thông qua nhóm Zalo. Giang còn là người đứng ra cho vay nóng với lãi suất cao. Công an ngay lập tức thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Giang tại khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân. Dù không phải là tệ nạn mới xuất hiện trong xã hội hiện đại, nhưng liên tiếp nhiều đường dây mua bán dâm lớn nhỏ bị triệt phá, thực sự khiến dư luận quan tâm vì sự tinh vi, cách tổ chức hoạt động. Có nhiều lý do để người ta sa chân vào con đường này, đôi khi chỉ vì nghịch cảnh, nhưng mà không thể lấy lý do nghèo khó để biện minh cho hành vi sai trái. Và điều dư luận quan tâm chính là xử lý nghiêm những đối tượng môi giới kiếm tiền trên thân thể người khác. Thưa quý khán giả, trong lúc cả nước đang góp sức mình phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì tình hình an ninh trật tự nhiều nơi lại đang diễn biến phức tạp, càng trở thành gánh nặng cho lực lượng chức năng. Công an thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa bắt quả tang một ổ đánh bạc lớn tại nhà người dân với số tiền tạm giữ tại hiện trường hơn 50 triệu đồng. Năm đối tượng đều ở xã Phổ Thuận và Phổ Phong đang tụ tập và tổ chức sòng đánh bạc dưới hình thức đánh bài binh thắng thua bằng tiền tại nhà của Nguyễn Ngọc Thành, 28 tuổi, ngụ ở thôn Thiệp Sơn, xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, thì bị công an bắt giữ. Tại hiện trường có hơn 50 triệu đồng cùng với nhiều tang vật là công cụ để phục vụ cho hoạt động đánh bạc. Điều đáng nói, nhóm người này lợi dụng lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Thị xã Đức Phổ đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tập trung đông người và đeo khẩu trang khi đi ra đường mà tổ chức đánh bạc. Những sới bạc, những vụ đua xe vừa bị triệt phá, ngăn chặn chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Bởi vì trên khắp dặm dài đất nước hình chữ S này, triệu trái tim người dân vẫn hướng về tâm dịch với một quyết tâm cao nhất là chiến thắng đại dịch. Thưa quý khán giả, bản tin lúc 18 giờ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 5 ca mắc mới COVID-19 ở Đà Nẵng được ghi nhận. Như vậy, cả nước có 1.014 bệnh nhân, trong đó 563 người điều trị khỏi, 25 bệnh nhân tử vong.
Và theo nhận định của Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng, Quảng Nam những ngày tới vẫn không loại trừ có thêm những ca mắc mới rải rác trong cộng đồng. Cho nên dù tình hình cơ bản đã được khống chế, thì chúng ta vẫn không lơ là trong việc truy vết, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, dập dịch. Những ngày qua, người dân ở ngoại tỉnh sau thời gian bị kẹt lại ở tâm dịch cũng đã khăn gói rời thành phố trở về quê. Nhưng công tác kiểm soát vẫn được đặt lên hàng đầu, dù có chỗ có nơi còn gặp khó. Đây là những công dân Quảng Ngãi đã đăng ký lên xe về quê khi Đà Nẵng và chính quyền Quảng Ngãi có chủ trương đưa người rời vùng dịch COVID-19. Với tâm thế mong ngóng để trở về quê, từ sáng sớm, 728 công dân là lao động, học sinh, sinh viên đã có mặt tại quảng trường 29 tháng 3 để viết tờ khai y tế. 29 chiếc xe khách cỡ lớn cũng được chuẩn bị tập trung dọc các tuyến đường để chờ đón công dân về quê sau gần một tháng kẹt lại vùng dịch. Được biết, sau khi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có chủ trương cho phép người dân ngoại tỉnh rời thành phố, thì tỉnh Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên có công dân kẹt lại vùng dịch tổ chức đón người dân về. Còn tại tỉnh Quảng Bình, đang vô cùng khó khăn trong việc kiểm soát người dân từ Đà Nẵng về quê. Thống kê từ đầu tháng 8 đến nay, mỗi ngày có gần 300 người từ tâm dịch Đà Nẵng trở về. Nhưng việc kiểm soát gần như phụ thuộc vào khả năng phát hiện của cộng đồng. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh này cho biết, biết rõ những nguy cơ nhưng chưa có giải pháp nào để kiểm soát triệt để toàn bộ lượng người về quê. Và tỉnh này vẫn phải trông chờ vào đội ngũ cán bộ địa phương. Người một chút sức chút lòng góp sức mình vào cuộc chiến cam go. Những nhà khoa học cũng rót trí tuệ mình vì những nghiên cứu sáng chế đầy hữu ích. Sau 3 tháng nỗ lực nghiên cứu, nhóm các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên đã cho ra mắt bộ sinh phẩm phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-Time PCR, được các chuyên gia đánh giá là có nhiều ưu điểm vượt trội so với những bộ sinh phẩm khác. Sau 3 tháng nỗ lực, các nhà khoa học của Đại học Khoa học và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nghiên cứu và phát triển thành công bộ sinh phẩm phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time PCR. Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá bộ sinh phẩm đạt tiêu chuẩn về chất lượng, chẩn đoán về độ nhạy lâm sàng, độ đặc hiệu lâm sàng, độ đặc hiệu phân tích, ngưỡng phát hiện phản ứng đều ở mức 100%. Đặc biệt, thời gian thực hiện phản ứng Real-Time PCR nhanh hơn so với hầu hết các bộ kit hiện nay từ 25 đến 30 phút. Giá thành giảm từ 15 đến 30% so với các bộ kit đang được sử dụng. Các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã đăng ký sở hữu trí tuệ cho bộ sinh phẩm này và đang lựa chọn doanh nghiệp, đơn vị có đủ năng lực sản xuất để đăng ký, cấp phép theo quy định, phục vụ phương án sản xuất đại trà, đáp ứng kịp thời nhu cầu phòng chống dịch COVID-19 đang cấp bách hiện nay. Những người chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu lúc nào cũng vậy, phải làm việc bằng 200% khả năng của mình. Đối mặt với dịch bệnh là đối mặt với hiểm nguy, nhưng có ai nề hà gì? Sau hơn 20 ngày tích cực hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, đoàn chuyên gia y bác sĩ của 3 bệnh viện gồm Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành nhiệm vụ trở về Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng lời hứa, chỉ trở về khi hết dịch. Những lời bộc bạch trước lúc chia tay tâm dịch khiến ai cũng bùi ngùi xúc động. Bác sĩ Quỳnh Quang Đại, khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, trong buổi chia tay nói: khi nhận nhiệm vụ ra Quảng Nam chia lửa với đồng nghiệp, mọi người đều muốn góp hết sức lực, đồng lòng chống dịch. 20 ngày ở đây là quãng thời gian đáng nhớ của cuộc đời. Điều không gì vui bằng khi thấy từng ngày có nhiều bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện. Còn đối với điều dưỡng Nguyễn Thị Minh Thúy, 24 tuổi, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Chợ Rẫy, là một người trẻ trong đoàn. Chị Thúy cho biết đã khoác lên mình bộ đồ bảo hộ thì việc chăm sóc bệnh nhân khó khăn hơn rất nhiều, nhưng mọi người đều cố gắng. Các y bác sĩ cho biết khi mới đến Quảng Nam, vấn đề khó chịu nhất là thời tiết nắng nóng. Phải làm việc trong môi trường tránh lây nhiễm nên các phòng đều tắt máy lạnh, phải mặc đồ bảo hộ rất nóng, khó chịu. Nhưng tất cả đều quyết tâm không để ca bệnh nào tử vong. Từ ngày 25 tháng 7, sau ca bệnh 416 tại Đà Nẵng, nước ta bước vào trận chiến mới chống dịch bệnh COVID-19 với diễn biến phức tạp hơn, cam go hơn. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Y tế huy động lực lượng hơn 300 người, gồm các chuyên gia hàng đầu nhiều lĩnh vực như là điều trị, xét nghiệm, truy tìm dịch tễ, tăng cường vào Đà Nẵng chống dịch. Bộ Y tế thành lập bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, đặt dưới sự chỉ huy của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Cũng từ đó đến nay, Thứ trưởng Sơn đã có 3 tuần liên tiếp đi lại như con thoi giữa các tỉnh,
từ Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi ngược ra Quảng Trị. Nhưng điều đó có nề hà gì? Vì điều đau lòng nhất của một người bác sĩ đâu phải là nỗi cực khổ vì công việc. Trong suốt 3 tuần ở tâm dịch, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chia sẻ, ông rất vui vì tất cả các quyết định về điều chuyển sinh phẩm, máy móc, trang thiết bị đến nhân lực từ các bệnh viện, cơ sở nghiên cứu đều được đáp ứng nhanh chóng. Nhờ đó, công tác dập dịch, cứu chữa cho các bệnh nhân nhanh chóng đạt được những kết quả khả quan như thời gian qua. Theo Thứ trưởng, với những người bệnh có bệnh lý nền mãn tính, đặc biệt với bệnh nhân suy thận mãn, có biến chứng tiểu đường, suy tim, khi COVID-19 xâm nhập, chỉ như giọt nước tràn ly, các chuyên gia đầu ngành của Bộ Y tế hội chẩn liên tục nhưng vẫn có những kết quả đáng tiếc. Phải nói là một lần nữa thì rất là đau buồn khi mà nhận được những cái tin tử vong như là sát muối trong lòng. Chúng ta hoàn toàn không muốn những điều đó. Phải cố gắng làm sao để tiếp tục thực hiện những cái biện pháp một cách tốt nhất có thể cứu chữa cho các bệnh nhân đó và đồng thời còn nhiều bệnh nhân khác. Hiện tại, dịch ở Đà Nẵng đã bắt đầu được kiểm soát. Dù không thể ngày 1, ngày 2 và chắc chắn còn nhiều diễn biến phức tạp, gây go, nhưng với sự lãnh đạo quyết liệt, tâm huyết của nhiều lực lượng, chắc chắn chúng ta sẽ khống chế dịch ở Đà Nẵng thành công. Sau 20 ngày căng thẳng ở Đà Nẵng trong vai trò trưởng bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng, mái tóc màu đen của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã gần như bạc trắng. Chỉ riêng hình ảnh này thôi đã cho thấy áp lực của những người thầy thuốc nơi tuyến đầu chống dịch lớn đến nhường nào. Nhưng những áp lực lớn chừng nào thì quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ càng vững vàng chừng ấy. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức Mekong của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.